Ok, chào mọi người quay trở lại với mình hôm nay. Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi gặp hàng. Đúng không nhỉ? Ừ, gặp hàng. Đúng rồi. Tôi chơi nhiều quá nên tôi xém lộn ấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái nhiệm vụ hàng số 4. Như trong lần trước là tôi muốn làm cái nhiệm vụ farm 1.000 bánh gai ấy. Nên là chúng ta cũng sẽ làm nhiệm vụ hàng số 4 luôn. Nhưng mà trước đó thì mình sẽ cần phải có kẹo. Đúng vậy, mình là kẹo con. Mình là ngọt enjoyer, chính vì thế mà mình sẽ cần phải có máy giò. Và mới nãy đây rồi 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 ok, bỏ vấn đề đấy thì bây giờ mình sẽ làm hai cái máy giò. Tại một cái máy giò trong tập trước mình giò được có một cây già thôi, mà đánh bọn tiểu đội này thì mình nghĩ rằng chúng ta sẽ cần ít nhất nó cũng phải nhiều nhiều một tí nên thôi. Đã, kiếm nhiều nhiều mình sẽ úp liên tục trong một tiếng nha. Rồi sau đó mình sẽ quay trở lại sau. Rồi, đi dí boss rồi. Giờ chúng ta cứ mở ra đi rồi. Chúng ta đã có được một viên kẹo vàng rồi. Rất tuyệt vời. Viên kẹo vàng này to. Ôi, 4 viên kẹo vàng rồi. Rất ngon anh em nhé. Mình thấy là cách sưu nầm bây giờ AD, không biết AD có fit không, nhưng mà mở cách sưu vàng thì mình thấy là nó ổn. Nó không lời. Xui thì mấy ông bán lỗ, bình thường nó không lời, nó không lỗ nhá, nó rất là cân bằng luôn ấy. Nó chỉ cân bằng server 2 thôi, còn server 1 ấy thì lỗ sắp mặt, mấy ông server 1 giá vàng nó vẫn cao lắm. Giờ chúng ta sẽ đi nghịch quả ớt, nó bị siêng à. Sao bọn này bị siêng nhanh thế nha, hay là đợi sáng sớm nha. Ừ, chắc là để sáng sớm mà làm nhiệm vụ, chắc sáng sớm không ai tranh đâu. Chán chả vừa nói luôn. Mình vừa treo cái máy này qua một đêm và chúng ta sẽ xem nha. Lên được cỡ 10 triệu xu à. Đợi đi sao cũng được. Còn đợi thì nó lên được 10% sức mạnh. Rất lớn. Lớn đến cái mức mà tôi sắp tôi khò ò ra khóc rồi. Ok đi. Rồi, chúng ta sẽ đi săn tiêu loại sát thủ nha. 4 rưỡi sáng. Thường thì bọn này nó vải trưởng hoặc cái vực mai ma nó nằm ở đâu nhỉ? Thường thì con đấy nó sẽ spam ở cái vực mai ma. Đâu rồi ta? À, hung đúng tu ri ở đâu đấy phải? Đây, khỉ trắng ngu ru à. Trắng ngu ru. Thôi thì nó ở bên trái một tí. Nếu mà nó spam ở mấy map căng hơn thì mình sẽ không thể nào mà đánh được á. Còn nếu mà đi xài ba máy này thì mình có thể vô bú được 10% máu. Đây đảo ngu ngu này, 3 cao cao này, con để trưởng ngu với trưởng luôn. Đâu đâu nó bị quái gõ chết rồi đi đấy. Đây thì chắc ngu ngu nó rộng đây này đó. À, ok, tôi tưởng là nó nằm ở chỗ trường đảo thì em nằm đây thì nó cũng sẽ nằm cỡ mấy cái map này, chạm là 5 mét này thì nó không có nằm với chạm tàu được. Chính vì thế mà mình sẽ đứng ở giữa chạm tàu và đằng kia boss gai, mình sẽ bú cỡ 10% máu rồi sau đó mình sủi thôi, mình không ăn được đâu. Hình như mấy khứa này nổ phát là chết rồi. Mình 5 phút trôi qua rồi. Ôi, tiểu đội trưởng này đảo mai ma khu 6 qua. Wow, nhanh thế mấy anh. Số 4 này, từ từ mấy anh ơi, em cắn tí đồ vô đã. Đó, mẹ nhìn thấy xong con số 4 rồi. Quái đấy, tôi được quý nhân phù trợ mấy em ạ. Tại vì nếu mà tôi không sử dụng tới cái cách huyền hội, cách thằng Khánh này thì tôi sẽ không bao giờ mà đánh được con boss. Thằng ở đây nó rất là ngu, nó chửi hẳn ra đường là như vậy. Vì cái nhiệm vụ này ấy, mấy ông phải có gắn 4x mấy ông mới cạnh tranh được với người ta, tại nó không có hỗ trợ nhiệm vụ, đúng không? Trong khi cái nhiệm vụ mà nắp ba beta ấy thì ừ, mấy âm dò mảnh rồi, nó không, hình như nó không yêu cầu mấy âm chế tạo găng 3x, nhưng mà tới thời điểm đó thì thằng nào cũng có găng 3x rồi, bởi vì nó gáp cái này dễ. Còn cái này khác, bởi vì cái này nó ây da, không để thằng AD nó nghĩ rằng là và găng 3x đủ đóng rồi nên 4x thì solo với phi 4x solo phi đúng mà, nhưng mà 3x thì ăn quần à. Thằng ấy 3x cộng 14 cũng được, nhưng mà mấy ông phải đẹp trai cơ. Và đẹp trai đến cái mức này này, 7 triệu 2, 7 ngàn 2 kim cương là cỡ 1 triệu Việt Nam đồng ấy.
mong phải bỏ cả 2,2 triệu gì đó đấy. Tôi không đủ đẹp như thế, tôi kiểu con người hâm hờn thôi, một thằng vanilla chứ nó không thể nào mặc như thế được. Thậm chí mấy ngày nay tôi còn cày chai cơ mà. Đấy, để bỏ ra đi. Và như tôi đã nói ở những cái video trước rồi, những thằng cày chai nó không có bị lên tiếng. Để thế cho nên là mấy ông coi như tôi chưa nói gì đi nha. Đây để rồi chữ này gần Google Who 2 này, gần là chỗ nào đấy, đây bốn anh như xà tu thì anh ơi. Số 4, số 4, số 4, số 4, số 4. Đắp cỡ 10 triệu à. Đắp cỡ vô 10 triệu máu là được. Tướng bạn của chỗ. Ủa? Nó đi đâu đấy? Chấp thôi. Quá gần à. Đủ 10 triệu là cút chứ anh em. Đủ 10 triệu là dừng được rồi. Theo vì ấy, nếu mà bạn không tranh được boss ấy, thì bạn cũng đéo làm được gì cả. Ừ, bạn đánh đủ 10 triệu thôi, 10% máu đấy. Quái, trời ơi, đứng đây, khổ cái quần à. Chí mạng này, 3 triệu này, đấy, đó là do mình phiên anh em vui chí mạng đấy. Đánh như cái quần thôi. À, một chữ nó nằm. Ok, giờ tới số 3 này. Anh em thấy gì chưa? Mình đánh như một thằng hiểu năng luôn ấy. Xong rồi trưởng có 800 thôi mà chí mạng lên tới 3 triệu, nó rất là đổi nhá. Và cái chỉ số này nó sẽ giúp bạn KS được boss luôn, nhưng mà nó phù hợp may mắn nhiều hơn. Bạn muốn chơi nổ gì đó thì bạn vẫn là bui đa mắc bê kia kiểu cũng là điểu thôi, chứ cái này thì dành cho ai chơi đam ấy thì hả, bui tỷ lệ chí mạng vào một một chữ nữa, cái gì một chữ nữa rồi ok. Ui rồi ui, anh trưởng một phát 54 triệu à. Em nhìn em chảy hết cả nước ra ngoài. Đây đánh thêm vài cái. À, quái, tôi tưởng cá được chứ. Rồi hết, cá được phải đó là nghiệp đó mới không? Thiệt. Kiểu người ta giúp mình xong rồi mình làm pha gì khác đéo gì con báo đâu đúng không? Honey nó chắc nãy giờ đang cười mà. Ui nhìn cái đường đam này đánh như cái đồi. Hồi xưa Honey đó là ui hồi xưa tao nạp mấy chục củ vào thì đấm là cỡ một đấm chắc cỡ cái chục triệu. Ui, thằng này là 800k như thằng hiệu năng kiểu thế, người ta sẽ có ánh nhìn kêu sida như mình rồi mình gây được bao nhiêu đam mà tự nhiên tái tạo gì không biết nữa. Đấy đấy đấy, được đấy, đứng im cho bố mày không, năm mấy hả, năm mấy thì chắc là đấm xuống cỡ 40 nhờ, tái tạo chi không biết nữa. Dạ tái tạo này. Rồi tôi cũng đéo biết luôn mấy không? Hết cứu rồi. Rồi. Giờ làm sao để mà canh được đam của nó nhờ? Chắc là cả 50 triệu đi. 50 triệu mình dần được rồi. Đúng không ta? 45 đi. Ừ mới nãy lên 60 mà. Xuống 45 hợp lý rồi. 45, 45, 45. Ok còn số 1 thôi. Còn để phải nhặt cút đi. Hàng sách sưởi này. Đi theo đúng kiểu đồng cảnh. Số 1 à, 18 triệu đúng không? 18 triệu là cỡ 162. Đừng im nhá, không tái tạo nhá. À. Ui anh ơi đừng có chạm vào em đéo tính đam được anh ơi. Giờ mình ra 122 vậy là cỡ 110 rồi. 110 lên 6 nữa là chết hết. Thế này cứ đi làm cái 116 này nha. Con này nó cứ nhảy lại khó chịu hả? Vừa nhảy còn vừa cầm máu nữa sao mà tính được. Giờ làm nhiệm vụ hộ thì nó dễ anh em. Hồi xưa làm nhiệm vụ hộ là phải lắp hết đấy. Thời nay làm nhiệm vụ hộ chỉ cần lấy cái nick đánh 10% máu thôi, giống vậy này. Thế cho nên là bên server 1 thì mình vẫn có thể làm được mấy cái này ấy. Mà kiểu server 1 ai cũng mạnh rồi, chả ai đặt cái này đâu. Ok, nó hết cái tái tạo là được ấy. Có thể vậy. Rồi cho thêm một chữ nè. Đó. Ui con khỉ đẹp trai. Ui. Ok còn con tiểu là chữ thôi. À, em yêu anh. Hồi xưa em không mộ anh lắm đó. Ui hồi xưa em gặp cái tên của anh hiện lên trên mấy cái màn hình em chảy hết cái nước miếng ở ngoài nè. Hả. Em ngưỡng mộ lắm. 270 triệu. Holy shit.
270 triệu là cỡ 30 triệu là cỡ bằng con nhâm cha ấy, đúng không ta? Nhâm cha hay là nhâm cha lên mức đó không anh em nhỉ? Mình quên mất tiêu rồi, hình như là 10 đặng hay nhâm cha chứ hồi xưa nhâm cha mà. Ôi nửa cây rồi, nửa cây rồi, nhà nào người ta đang đợi. 20 triệu rồi anh em nhé, 20 triệu rồi, 278 này, cứ giữ cái máu này đi, sau này nó 277, ok đấy, sau này nó tái tạo là được. Giờ cỡ 8 triệu nữa mình đấm vô, 8 triệu nữa là được, là cỡ 292 đúng không? 277, ừ đánh vô cỡ 292 là được, vô máu 292. Sao đây anh chơi nó không? Nó bắt nạt em ấy. Mãi yêu, mãi yêu, gặp người tốt nữa mà tốt nè. Nhưng mà tôi vẫn chửi thằng AD. Ừ, vẫn chửi, bởi vì nếu mà tôi không gặp người tốt thì sao mà làm được. Ừ. Ok xong rồi đấy, đây cuối cùng con chó này, thằng AD nhá. Bây giờ cái nhiệm vụ trái găng 4x, về cái nhiệm vụ trước con trước con tiểu đội trưởng ngộ nha, và là về trước con nha bon cũng được, bởi vì găng 4x càng sớm càng tốt mà, bởi vì qua 5s thì bạn phải 4x bạn mới farm được. Hay cái thì 37 đi farm được rồi, nhưng mà thời đại bây giờ là 4x thì mới xài được cái máy giỏ capsule đó, thế cho nên là bên đây ai cũng 4x đấy. Ok bây giờ thì mình farm tiếp đi, chắc là mình đập xong cái đống của nợ này rồi mình quay trở lại nha, cũng lâu ấy. Ok anh em, 22 mình đã quay trở lại rồi đây, có thể nói là cả tỷ năm rồi mình mới quay trở lại đấy. Thật sự farm nó rất là lâu, mới được có 70 cái thôi, bởi vì mình không có farm vào đêm ấy, ở sẵn này không biết là lại hay đổi đi, thấy không ổn rồi mấy không, rồi xong luôn ăn quần rồi. Ôi sao nó nhảy một cái là lỗ đấy, nhưng mà ít ra thì nó nhảy một cái còn đỡ hơn là nó không nhảy mà không. Rồi thì tại mình không úp qua đêm, tại vì úp qua đêm thì có mấy thằng nó treo, lỡ mà thằng nào nó tìm được cái khu của mình thì nó sẽ vô nó quậy, nó không giết mà nó kiểu úp chung ấy, thì hình như là mảnh găng thì nó sẽ hết hết đọt tất, nói chung tất cả các mảnh. Hiện tại mình đang có 950 kim cương nên mình cũng sẽ mua máy giò luôn đó, hiện tại đang úp xu luôn đi để xem coi là lời hay đổ đấy. Hiện tại đang là nói chung là giá xu bên CW2 bây giờ nó tụt lắm rồi, do người ta càng già ấy, thành ra là sẵn tiện thì đạm luôn đấy. Đạm hết cái này nữa, bây giờ nó có hiện cái thông báo quái bùa pháo Úc, 5 cái bùa pháo Úc rồi mấy, chán cha bùa nói luôn. Lọc đồ tiếp đi. À đúng rồi, mình có sắm cái áo cho anh đệ đây, áo này là cái áo 5m 3x, từ 3x để 4x, và mảnh áo để mà đi tái chế. Thằng đợi nó làm cho mình làm sao mà nó kêu chỉ số rất là lỏ nhá, HP kia là 3.200 còn này là 7%, đấy chả hiểu kiểu gì, mình mong lên 8% thôi để chế hơn 500 cao su này. Ui 100 mảnh một lần, quái chưởng chỉ số lỏ hết hả, HP kia 8%, ok 8% thì được, chủ yếu đấy cái dòng 8% thôi. Mình phiên hạt đúng không? Ừ, tôi phiên hạt đấy, mấy ông nên lấy cái dòng 8%, nó ngon hơn cái dòng số là nhiều, có số mình càng tốt. Nói chung là nếu mà mấy ông chơi theo kiểu căng ấy thì có thể lấy luôn dòng số, nhưng mà nếu mà chơi theo kiểu tái chế mà nó nghèo ấy, kiểu cày chai hay là gì đấy thì, và là nạp ít thì mấy ông có thể lấy cái phần dòng phần trăm này cũng được, bởi vì nó kiểu to, rất là to nha, phần trăm trong cái con game này nó rất là lớn, nó rất là ảo luôn ấy. Ok vậy sao tôi mắc máu vậy, cái trăm Bulma thì ra điện okay. Tôi tưởng ở Sapa mà còn bị thằng nào đấm chứ, lên đó chúng ta lên được 7 rồi, để chúng ta nhét đá 6 vào. Ui quái cái tỷ lệ gì thế này, kê mặt luôn em, quá ngon. Lên nhiêu đây, 310, 323 cũng được một chút, chủ yếu là lấy thêm tí máu thôi, nhưng mà giờ chúng ta sẽ đập thêm một tí nữa, mình muốn lấy thêm cái dòng kia
cái quan trọng là cái dòng 12 này nó sẽ được thêm 8% nhãn sắc hương. Xuống đây thì nó được thêm cái xuyên giáp này thì không quan trọng nha, quan trọng là cái nhãn sắc hương thôi. Quái trong game này hình như nó không có giáp đâu. Quái trong võ đài tối thượng thì nó có giáp, chứ quái trong game này thì tôi thấy là chúng sinh bình đẳng, con nào cũng như nhau. Nếu mà có thì mấy ông comment nhé, tại tôi thấy đam vô con nào cũng như nhau, chả khác gì. Xịt này, xịt này, bại rồi, hả xu đâu, bại đây rồi, nhìn thốt thế. Đấy, ra này, bùa, bùa em. Ủa, lên này, quay, thế mà cũng lên à, hên nhờ. Rồi tôi tưởng là động hết đám này còn trả lên cơ. Tháng 10 à, áo 10 thì không cần bảo vệ nha. Số chẵn thì không cần bảo vệ đâu, quan trọng là số lẻ á. Rồi tụt rồi. Thế thôi, để dành hết xu ngày mai đọc tiếp. À, 323k lên được 328. Đấy, mà bây giờ nó rất là ít luôn á. Nhưng mà nếu mà lên phần trăm thì cái chỉ số nó sẽ là nhiều. Tiếp theo là mình cũng muốn hoài đánh để mà gacha thêm tấn công trong đệ, con đệ tấn công càng nhiều càng tốt, sư phụ thì chí mạng, tại vì nói chung là chí mạng trong đây ảo lắm, còn đệ chí mạng thì tôi thấy nó hơi rõ mà quái kia 10% chí mạng. Ôi chí mạng 7% là tôi nói thật là tôi cho con đệ mang luôn, kia 7% này. Ôi chí mạng 7% thật à, hay gọi tôi là mèo tiên tri nhé, thì cho con đệ luôn. Lấy con Phượng Hoàng ra cho nó để luôn đi. Đấy, cho nó hết. Giờ để coi nó như nào. Đặt bài đọc. Bài lại núi kim đúng đặt. Đéo hiểu. Quen tay mấy không. Chưa gì hết mà mất một đọc. Rồi. À, mình sẽ xem coi là 100 cái máy giò này chúng ta sẽ giò được bao nhiêu xu nha. Thì coi nữa. Giá xu của server hiện tại là 3.5. À, có được. Ở đây với 5 sao đây. Ngon. Bú bú bú. Bú giỏi bú giỏi. Ok. Này con dán vào trong chân tôi mấy không? Rồi con để coi con để chữ như nào đó. Đấy, anh em thấy mình nói đúng không? Cái tỷ lệ chí mạng ép cho con để nó rất là nhảm ấy. Nhưng mà nếu mà ép tỷ lệ chí mạng sư phụ thì chí mạng nó nhảy hoài luôn. Ép cho con để thì chả hóc. Đó, lên này. Bịp à. Mới nãy vừa chửi xong. Sư phụ, nói chung là sư phụ để chí mạng như nhau thôi. Thấy chí mạng như nhau thôi, đều mặc cái lệnh bài này, nhưng mà sư phụ thì luôn luôn chí mạng nhiều hơn đại. Thứ nhất là cái hình như là cái của sư phụ là nó 369 giây do có cải trang nữa, trưởng thì nó sẽ là à nó không có tính theo kiểu này đâu, nói chung là kiểu nào sư phụ cũng nhanh hơn đại đó. Đấy, sư phụ đóng hai cái thì con đại nó mới trưởng một cái. Cái này là do mình có cải trang, cái trang huyền hội thôi. Nếu mà mình có mấy cái không có cái trang huyền hội thì mình nghĩ là 1,5 đấm sư phụ sẽ bằng một cái chữ của đệ. Tôi đã quay trở lại rồi đây, không phải là quay trở lại do tôi xuống núi thành công, mà là tôi chỉ xuống một tí thôi, rồi sau đó lại lên núi ngủ tiếp. Ừ. Quay chữ à, lộn khu mấy mình. Ok, chúng ta làm một cái hẻ đi cho nó đỡ tốn thời gian để bay qua bay lại. Nhanh 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 nhanh. Còn ra đây là tê với mái giò. Thời gian là vàng bạc theo đúng nghĩa đen. Hả? Ok, chậm tay chậm tay chậm tay chậm tao. Thời gian là vàng bạc đi mà. Gì đấy? Chạm tàu vũ trụ á. Chạm tàu vũ trụ là cái đéo gì? Chỗ này à. Ok. Nhanh gọn lẹ nào, 16, 16 nhanh không? Tôi hệ với mấy ông đây chính là cách để mà hồi xưa xác nhận được sinh ra đấy. Ui, 1 phút của tôi đã trôi qua rồi. Mới có farm được 410 mảnh găng thôi. Có lẽ tôi cần phải mua thêm 100 cái gara GT nữa đúng. Đam tôi yếu quá. Thành ra là tôi farm được ít thôi. Chứ theo đúng lý thuyết thì nếu mà có sư phụ với đại mạnh ấy, cả hai tách ra rồi cắn bùa đầy đủ thì 100 cái là xong. Cái mấy ông biết cái lý do mà xác nhận được hình thành không? Ừ, đó đó, sắp 1 phút nữa trôi qua rồi. Mình nào
À, xong chưa? Nhắn con mẹ mày lại. Cái nến này có bông tai hả? À không, nó có bông tai. Vậy. Ok. Nè. 16 cục nữa mà. Tại vì con đại tôi bây giờ nó úp chậm quá nên tôi phải cài thêm sao lên thì nó sức mạnh để mà đẩy vào. Thì nó cũng chỉ là bá ít ít thôi chứ nó không phải là cao gì đâu, tổng 16 viên là cỡ lười tính quá, 16 nhân 3 là cỡ 48. Quay tôi vừa mới tính lại tôi còn nghĩ mình tính sai cơ, 48 thì chưa được 50% thì nó sức mạnh phải ca trưởng rồi còn. Cày hết. Ôi làm ơn. Hồi nào. Cái đấm này là 20k đấy. Tại vì giá xu hiện tại đang là 3.5, càng đấm là 4.0 thôi. Và mình cũng có bán xu nữa. Ui, mua xong cái đấm này được có 50% thì là sức mạnh thôi. Nhưng mà cày đi, hiện tại hình như là không có x2. Xong. Tôi bán cả cái đâu, tôi chưa bán cấp xuân bay. Chúng ta mất đi 4 phút cuộc đời chỉ không vì một lý do gì cả, đi sang cái chỗ nào đó úp có đổ này ấy chui vào và từ đầu tập tập đồ ấy. Tháo đồ ở trước đi, tháo cái này 9% này đó, mấy cái 9% thì ưu tiên trước nha, 9% này có cái quần để vô đi để chúng ta đọc này. Pha lê quá đúng không? Đúng rồi, pha lê quá. Đó, ở đây, đổ đây. Đình 2 sao nha, 50%. Một lần đọc một chiếu số lên. Rồi xong luôn. 30%. Thôi nào. Thôi. Thôi thôi, cái già này bị nguyền rủa rồi mấy không? Lại trước mắt thì là một set một sao trước đi. Tôi thấy không ổn rồi. Cái gì nó cũng bị nguyền rủa hết á. Sợ hả? Ơ cái gì đấy? Sao đồ này rơi ra mà không nhặt vào? À, mát. Holy. Từ từ nè, từ từ. Đó. À đúng rồi, đúng rồi. Ở đấy ra nữa. Giờ anh này khó chịu cái chỗ vấn đề kho đồ. Mình lấy ra rồi cái món này cắt vô này. Đó. Trước mắt là xử từng món trước đã. Xử từng cái sau ở đây trước. Cho dài vô này. Rồi cái nào cao nhất đây. 331 này. 292 nữa. Ok 331. Lên em. Đó. Thế là trước mắt là chúng ta giải quyết được hai slot. Cái này ép nó. Nó trầm cảm phải không? Mấy ông giàu thì mấy ông không có thấy cái cảnh này đâu. Chủ yếu nghèo thì người ta không đủ để mà mở rộng pha lô. Ủa cái quần này chưa hả? Nè cái món nào ta? Nó là món nào ấy nhỉ? À ngọc bội. Mình sẽ giải quyết từ từ đó. Đây 330 này. Ok, xong ha. Đó, bắt đầu gặm ra đó. Lúc này thì bắt đầu khỏe rồi này. Hồi nãy con lợi của mình chỉ có bốn mấy phần trăm cái kinh nghiệm thôi. Nói chung là rất là chậm. Mình vừa thì mình để dành để tới x2 mình mới xài cơ. Cái yếu mình là một thằng không pay to win lắm. Mình kiểu trung bình thôi. Thành ra là cũng phải tiết kiệm. Cái quần này 8% này. Đem đi tái chế đi. 8% thì ngứa mắt quá. Ok. Cho lên 9%. Cho đó. Đầu tiên nó sức mạnh mà. Ừ, đầu tiên nó sức mạnh thì quan trọng là đam thôi. Mấy cái này, chỉ số này sau này không cần. Sau này sao đâu biết rồi. Ok, lên luôn này, hơn quá. Hơn hả? Ok, cái này thì chúng ta đang bị ép sao phải lại tiếp, nó lại full nữa rồi, khó chịu quên. Quần và 327. Lên. Cắt gương này. Sử dụng này. Rồi.
hay còn tới ba hứng nó chưa lấy ra. Rồi cái đại chiền tôi đang khá là căng thẳng về cái vấn đề là đồ ấy, nhưng mà nếu mà không úp thì chúng ta sẽ bị họ găng này lên luôn đi, nhập từng món trước đã. Tôi vì tôi mới nãy pha kia tôi thấy là có điểm rồi cho tôi mới đọc cái này, tốn cũng khá khá đấy phải không? Ok lên này đúng không? Một sao do đồ 3x nó không có farm được ấy, hình như là chúng ta phải farm nó không gây ra đồ 3 sao, thành ra là chúng ta phải đọc theo cái này. 4x nó cũng vậy, có đồ 2x nó mới chỗ kia thôi, nhưng mà mình lấy đồ 3x là tại vì cái đam của đệ mình nó quá hấp, nó hút máu không kịp, thành ra là cũng phải trâu trâu một tí để không bị đấm chết. Cái danh chạy đệ mình hay bị đấm chết lắm, từ lúc AD nó fit cái không biết là có fit không, nhưng mà mình thấy là quá trong đấy tự nhiên bắt đầu nó đánh thấm hơn mạnh. Hồi xưa thì AD có tăng sức mạnh một lần rồi, hình như bây giờ AD tăng thêm một phát nữa rồi xong luôn, bấm nhầm nữa chứ, hết cứu rồi. Mỗi lần bấm nhầm thì nó sẽ quay quay xin trời thế này, chứ nó không có như ngập gầm. Ngập gầm thì bấm nhầm thì nó sẽ bảo là mày chưa cho gì vô mà đấy, nó kiểu như thế. Ôi mới ép có một tí thôi mà lên cỡ 75% thì nó sức mạnh này đấy, nó nhanh hơn hẳn luôn. Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm cái cải trang úp và cái phần vàng băng đi, quả cái đầu của nó bị bay lên trên kìa. Tại vì mình bây giờ mình đâu cần ép thêm mấy cái kia nữa đâu, sau này mấy thì cái này có thể ép HP các kiểu ép đánh ấy, nhưng mà nghèo lắm, không không đủ sức để mà chơi đâu. Cho nên cứ bây giờ cứ úp lên trước đi, đây cái chỉ số gấp đi, sau này mới sắm mấy cái kia sao đó. Rồi ép pha lê này hai này, cứ đấy viên này, viên này hiện tại là viên to nhất rồi. Đó. Ok xong đấy, thế là chúng ta có trước một set một sao cho vấn đề rất đơn giản luôn đúng không? Thế là chúng ta đã giải quyết được cái vấn đề mà đời đọc đơn hai sao rồi. Tiếp theo là đọc đơn hai sao thì cái găng này nó là chỉ số mát, nếu như mình nhớ nhầm thì mình sẽ đọc hai sao cái gada cái nhẫn. Ok gada và nhẫn này ra này, nói chung đọc từ từ thì cũng hết thôi, nhưng mà đọc xịt bao nhiêu lần thì không ai nói, quan trọng là có đổ không ấy. Quải chữ năm triệu xu đấy, tôi không quan tâm tới vấn đề kim cương nhé, nhưng mà 5 triệu xu một lần đọc ôi xịt, xu bây giờ có thể nói là nó mắc hơn kim cương nữa. Rồi xong luôn, xong luôn lên đi, chữ vàng đi, xanh nhau muốn đó, hên quá, chắc tôi động hổ tôi chết mất mấy, 200 kim cương nó tụt xuống còn trăm hai mấy, ở đâu tính thêm cái kia nữa, nhưng mà nó vẫn mắc 317 này, vô này, chắc là bây giờ cứ đọc trước như vậy đi, cái bộ môn này nó mạo hiểm quá, có đau tim quá, không dám on in vào, đó còn hai ô à, hai ô chơi luôn chứ, sợ đéo gì đúng không? Cái găng này với cái dài này 9% đúng không? 9% thì lấy ra tiếp. Và lời quá cái nặng đúng cái đầu tiên đó rồi, màu vàng đéo phải này, màu vàng kia kìa, ui màu vàng đúng không? Màu vàng ui, lên này vãi hết nha, ngon ngon ngon, bú giỏi bú giỏi, ép sao nào cũng được hết, kiểu gì cũng như nhau thôi, đâu có bỏ món nào đâu. Xong ok tiếp theo là tái chế đi, sẵn tiện rồi đem 75% này nhanh thật, sẵn tiện thì cho con đệ nó tái chế lên cái này 9% luôn, tuy là chỉ tăng một tí chỉ số thôi nhưng mà có còn hơn không. Đây ra nhẫn này để dành tới giờ tái chế đâu nhỉ, cường quá hả? Oh no, không lẽ tái chế là phải tái chỗ con heo, gà đi tái chỗ con heo à. Hôm nay chơi lớn cho mấy ông đấy, thường thì tôi ít khi đầu tư như vậy, bay gần 100 triệu xu chứ đâu có đùa đâu, chưa tính tới kim cương nhé. Rồi nhẫn bay ít này, à khoan chưa, trước khi tái chế cho mấy ông xem, bây giờ mình đang mang vô cho con đệ thì nó sẽ là 20k 805 đó, sau khi chúng ta tái chế thì nó sẽ lên nhiều nha, 1% nó sẽ lên bao nhiêu, 20 805
trái trái đặc biệt là cái gì đây, chỉ số cao ok vải đó, đạm cao hơn một tí này cày nhỉ. Ôi nó tụt số 7 luôn à, đá chắc bị đi khó chịu ta, cái 9% nó xa rồi ấy. Ui đây rồi cày 20k 805 nha, 20k 998, nó hơn tặng 100 đam. Đấy anh em thấy sức mạnh của 1% chưa. Rồi bây giờ tới hôm nay tôi đầu tư hơi kinh đấy nhỉ, 9%. Phải nắng từ từ nó mới ra. Thế chắc đặc biệt đỉnh thật sự. À quên, quên để cái radar này cho mấy ông xem nó lên bao nhiêu rồi. Khó à. Rồi hôm nay đo thêm nhiều đủ rồi mấy ông. Tôi định quay cái cảnh tôi mở cấp sinh động lên nữa, nhưng mà tôi nghĩ rằng là mấy ông không muốn huyết áp nó tụt nữa đâu. Tại vì mở cấp sinh động ấy thì cho lý thuyết là cái nào nó lỗ cả. Nhưng mà nếu mà bạn có ngập gần 5 m thì bạn mở thì nó sẽ về vốn. Bởi vì nó sẽ thêm 5 kim cương mỗi tiếng ấy. Nó, một kim cương thì nó đổi qua xu thì nó sẽ là cỡ 1 triệu kim cương một xu, 1 triệu xu bằng một kim cương đấy, thì 5 kim cương là được bù thêm 5 triệu xu vô thì nó sẽ mất lỗ hơn. Còn bạn dò bằng máy giỏi thì bạn bỏ 20 kim cương ra nhưng mà bạn chưa được 20 triệu xu đâu, nó sẽ hấp hơn, có khi là nó được có 100 ca xu thôi. Thì có một cái cập nhật mới, nó bị chửi bởi vì nó cho cái kim cương của bạn là hàng sử dụng. Bù lại thì chúng ta sẽ có được danh hiệu, từ từ mình nhận cái này cái đây, 30 nhiệm vụ hàng ngày chúng ta sẽ được một hẻ xu các sinh vật kim và danh hiệu nha, hết luôn cho nó nóng. Danh hiệu chúng ta sẽ được 5% chiến đấu và 22% tiềm năng sức mạnh. Holy shit, 22% bú. Ôi trời, cái này mà xài cho để là ngon này. Sức chiến đấu là nó cộng cả đam, cộng cả HP và cộng cả ki luôn nha, rất là ngon. Còn cái tiềm năng sức mạnh 22% đó là hình như là bằng cả cái set tôi đang mang rồi. Nó rất là xịn. Nó thì hình như là cái tỷ số nó sẽ dao động từ 15 cho đến 25%. Tại vì trong mình thấy có mấy khứa kia nó được 18%, mình thì được tới tận 22. Quá xịn luôn. Đấy. Thì tôi cũng chả biết nói gì hơn nữa, cái này nó cũng ngon. Thẻ xu bây giờ đá cái kiểu nó tăng lên 2 ngày này. Thành ra là chúng ta sẽ tích được 20 viên đá 8, hồi xưa thì tích được có một viên thôi. Dẫn tới cái việc là bạn kiểu như bạn đập đồ từ 10 đến 11 ấy. Bây giờ mình không cho các bạn xem được, tại vì bây giờ mình 20 viên là mình đủ đập đá đồ rồi. Thì các bạn có cỡ 10 viên thì bạn không đủ đập đồ, các bạn phải lấy đá khác. Đi cho nó ví dụ nó rõ ràng tí. Đây cái gì đây, lấy radar ra đi. Đó. Để vô và thẻ số của tôi đâu? À đây. Cái màn hình nó tối quá anh em. Bây giờ mình sẽ để anh đọc nha. Đọc một phát là mất hết 20 viên đá luôn. À, mất có 10 viên hả? À đâu, hình như là đọc từ 10 đến 11 ấy, nó mới mất. Mất 20. Bây giờ thì mới mất có 10 thôi. Thì đấy, nó ở đâu đọc từ 11 đến 12 chứ. Thì cái việc này nó AD sẽ giúp cho mình từ nói chung là đọc từ 11 đến 12 dễ hơn, không cần phải dùng đá khác. Các bạn có một cái mẹo đó chính là các bạn phải dùng đá 8 để ghép ra đá 9, thì cái đá 9 được ghép nó sẽ là đá vĩnh viễn, nhưng mà bạn phải tốt xu nếu bay thì đập éo gì có xu đấy. Thì cái cập nhật này cũng ngon nhưng mà vẫn phải chửi ngoài đây bắt buộc. Rồi xong luôn, em đùa đấy, đây đừng có cho em mấy cái này, em đùa đấy, quả chữ hả. Cái đây người ta bây giờ cũng lên 2 ngày luôn chứ không còn 1 ngày nữa các bạn. Bởi vì á, cái kim cương đây, kim cương này nó chỉ có hạn sử dụng 2 ngày thôi, có nghĩa là trong 2 ngày đó các bạn làm gì thì làm, ta đừng không quan tâm. Bạn phải làm sao mà tiêu hết, nếu không hết hạn là nó sẽ bay luôn, nó dở chỗ đó đấy, thật sự nó rất dở luôn. Bây giờ mình còn thẻ xu này thì mình lấy đá mà đọc luôn đi, anh em đoán xem là bao nhiêu hit nha, xem ra là sao cập nhật thì cái tỷ lệ nó có bị ảo không, bởi vì thẻ xu với
bộ của mình thì nó sắp hết hạn rồi nên sẵn tiện ngồi đọc đồ cho anh em xem luôn. À quên đá nữa, đây anh em thấy không, 30% nhé, nó rất là ảo luôn, không bao giờ lên đâu. Còn phải tháo cái này ra đi, quả trưởng em đùa đấy, ở đây ở đây cho mấy nháy vui tính thế, ở đây biết em quay video 22,5% này, 5 hit rồi lên này. Theo đúng sách giáo khoa là như vậy, 5. Ui quá, hai chữ thằng AD, người con thằng AD biết còn quay video đây mà. Giờ ơi tôi nói hạt là lúc mà mình nộp video ấy là đọc toàn sẽ thôi. Ừ AD khôn lắm, được được được, sẵn tiện thì mình không biết 10 kim cương tiêu làm gì nên mình coi như là được free 10 kim cương đi, mình mua thêm cái phim tai cho đệ nữa. Khá là bực ở cái chỗ là bây giờ phim tai nó, bây giờ kim cương nó không còn giữ dính dĩ nữa nên bắt buộc phải mua ấy. Và cái phim tai thì không còn cái vụ mà bán vô shop ma rồi ngày sau mua đợi giữ lại cái hàng sử dụng nữa, khá là chán. Ui tiềm năng sức mạnh giảm sát thương quái trưởng ha, khỏe vậy. Ui dầm giữa mà tấn công là ngon này, bây giờ con đệ Vi đang chạy được ở đâu, không phải solo anh chạy được, dành cho nên là chưa biết con đệ mình vui chí mạng nha, 25% chí mạng rồi. Tại sao mình lại vui chí mạng cho con đệ mà không vui sức tấn công đúng không, tại vì mình nghèo ấy, nói thẳng cái này như vậy. Thế cho nên là mấy cái món đồ của mình thì mình cũng chỉ mua cái lệnh bài này, mình mua một lần xong mình mang cho anh đệ, rồi sư phụ mình mua một lần xong mình mang cho anh đệ luôn, mang cho bản thân mình chứ. Thành ra là anh em thấy xu mình nhiều vậy thôi, chứ ra là anh em tin cái sau này mình có cái video đọc từ đồ 12 đồ 14 cái găng mình đọc phát là tốt từ 2 đến 3 tỷ xu luôn đấy, chính vì lý do đấy mà mình bắt buộc phải để dành đấy, nếu mà mình không để dành thì không còn xu đâu. Yes nếu mà sau này còn phải làm nữa mà chế tạo găng tay cũng ít, tôi còn chưa farm xong cơ, nghĩ nó lỏ quá. Mình vừa mới bỏ lỡ một đợt nạp để mà để chắc cho các bạn luôn đây, thì bây giờ bạn có muốn xin 100 kim cương để mà đặt lại không, thì bây giờ tôi sẽ test thử được có nha. Đây thì nó đặt lại ngày thứ năm rồi, hiện tại đang là ngày 22 tháng 9, có ngày thứ sáu, có nghĩa là trên lý thuyết thì nó sẽ là ngày 6 chứ không phải là ngày ngày năm nha. Đó bây giờ thì mình sẽ đàm thêm một phát nữa để xem coi mình có nhận được ngày 6 không, hay là mình chỉ nhận được từ ngày 5 thôi. Nghĩa là chắc chắn nó sẽ nhận được ngày từ ngày 6, bởi vì chỉ nhận được ngày 5 thôi thì nó lỗ quá đúng không. Rồi xong luôn, lỗ hạt nữa mà. Ok xong rồi đây, và bây giờ chúng ta sẽ chắc nha, nó bắt buộc phải thêm một ngày nữa. Đúng rồi, nếu mà nó không thêm một ngày nữa thì nó chỉ lấy của ngày hôm qua thôi, chứ nó không phải là đủ 7 ngày để mà nhận cấp sinh vật kim ấy. Vậy là mình đã đúng rồi nha. Nhưng mà các bạn đừng bao giờ đồng ý mình, bởi vì các bạn phải bỏ tới 100 kim cương. Đáng lẽ bây giờ mình đang có 600 kim cương rồi, nhưng mà bây giờ mình bỏ 100 kim cương, còn có 500 kim cương thôi để nhập cái này. Công nhận là tôi nghịch ngu hả? Rất là ngu ấy. Sao phải tấn công bắt chỉ số? Ui, 12 triệu xu hả? 12 triệu xu là được 3-4 ngàn gì đó. Cũng được, không lời lắm nhỉ. Phan trầm cảm quá. Chúng ta đã lên được ngày 7 mình đã bỏ 7 ngày ra để farm, nhưng mà chúng ta mới được có 569 mình gần thôi, bởi vì tôi không có farm lúc mà tôi ngủ ấy. Tôi nếu mà bạn farm lúc bạn ngủ sẽ có một thằng khứa nào đó nó vô khu bạn nó farm, thì hình như là nó nếu mà nó đánh ấy, thì gặp cái mảnh của bạn rơi ra nó sẽ không nhặt, còn ra cấp xung đồng của bạn ấy, thì thằng đó nó sẽ nhặt luôn, nó phá úp nha, rất là khó chịu. Thành ra là mình không muốn treo qua đêm là nó như vậy đấy, mình chỉ treo cái lúc mà mình online mình chắc được thôi. Mình tắt cái hiệu ứng của quay đi, rồi thằng đại mình lên 39 rồi, có vẻ như là tập sau nó sẽ lên 40 thôi. Và khi lên 40 thì mình sẽ chế găng cho mình mặc trước, găng đợi kệ nó, chẳng quan tâm đâu. Găng thằng đại đã tính sao đi, nếu mà thằng đại lên cấp 40 mà có găng cộng 14 ấy, thì mình nghĩ rằng là nó sẽ đánh nhau với hữu đỉnh được. Mình mong là đánh nhanh với hữu đỉnh cho bản nhanh thôi, không đánh được thì nó rất là phèn. Rồi mở này quái, nó đọc phát này đau chứ. Rồi bán mấy cái này đi để mình nhận 20 cái capsule, nhận 20 cái capsule bạch kim mà mình làm phát ra thêm cái cải trang điện thoại nó cho đẹp. Và sao phải là tấn công mắt chỉ số cũng được. Đây, hiện tại mình đang có 233 tiếng tự động luyện tập, mình đang thấy chưa, tự động luyện tập với đậu là hai thứ mà xài không bao giờ hết luôn. Rồi buồn bảo vệ rồi, rồi xong
giờ đâu cần bộ bảo vệ nữa, có đá cũng được, đậu này, đá quả trưởng hả, cái gì vậy? Tấn công bắt chỉ số chí mạng quả hả, chí mạng đấy là mà đâu bùa, bùa tuy là mình không cần gấp nhưng mà giữ lại đi, để ngày mai mình cao hứng mình đọc lên cộng 13 thì mình vẫn còn có cái mà ép để đọc, chán là cái chứ. Thôi là sắp hơi lên này. Cookie được nha, cookie là cái mình đang hiếu này mà. Ok luôn, xin ảo là đang đang hiếu cái cookie, sẵn tiện ép luôn đi. Đây, cái trên pha lê quá beo 5 chữ số một lần đọc lên, ui lên thật uy tín nha, trời đổ đấy. Chúng ta đi ép đá, ép ở đâu nhỉ, pha đời quá ha, ép pha đời nè, ép vào hết rồi em, cải trang huyền hội hút kỳ hút máu bắt chỉ số quá ghê gớm, quá đẳng cấp em, nhưng mà nó lại ra bù bằng lương này, thôi kệ đi có là được. Hết ra thì đằng này thì chúng ta được một cái sau khi hút kỳ, thường thì sau khi tấn công bắt chỉ số mình sẽ bán thôi, mình gỡ lại vốn, nhưng mà bây giờ nó chảy ra gì cả, thậm chí là xu còn chảy ra cơ, đá thì nó ra một đống, trong khi cái đá 10 này thì mỗi ngày mình sẽ có từ 10 cho đến 24 cục, tại vì ăn gặp 5 mét đấy, thành ra là cứ cứ một tiếng thì vô nhận lần thôi. Video này chắc là kết thúc tại đây, video sau mình sẽ cho con đợi đến 40 rồi mình sẽ sắp cái găng 4x cho sư phụ đệ tử luôn, thì mình nghĩ là mình sẽ mua một cái găng 4x rõ thôi, rồi sau đó mình đem về mình đọc cái găng này, mắt chỉ số này, mắt chỉ số của tấn công thôi chứ ở dưới thì chưa mát, mình nghĩ là mình sẽ đập cái găng lõ thằng lại cỡ ít nhất là cũng phải mát cái dòng cộng 8 và cộng 14 trước, sau đó tính gì tính, rồi cái đó là vấn đề tập sau. Bye bye.